Thị ủy Mỹ Hào vừa tổ chức hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 26 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị. Hội nghị tiến hành giới thiệu bầu kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025 với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá nguyên nhân, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thị xã chậm, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, đẩy nhanh giải ngân 95% kế hoạch vốn tỉnh giao.